Xin chào. Cháu Lâm, bác đang xem live. Tịnh Thù. Chào anh Trung Nguyễn. Tầm này nhiều bác chưa ngủ dậy nhỉ, bởi vì hôm nay là chủ nhật. Ấy giờ là hôm nay nay này à? Hôm nay chủ nhật nên là em nghỉ ở nhà, không ra vườn. Chiều em mới ra không? Chiều em mới ra. Ở nhà phát live stream cho mọi người biết mặt. Lúc ở vườn bịt khẩu trang kín mít, mọi người cứ bảo là em ơi bỏ mặt ra đi xem sinh không. Sinh thì mua cây, không sinh thì không mua. Hôm nay ở nhà nên là mới bỏ mặt ra quay live nhá. Bác nào mà đang có ý định mua cây mà hôm trước chưa mua cho em thì mua đi nhá. Cô độc Brian. Hội đồng những người cô độc. Chào bạn cô độc Brian. Đây mọi người có biết đây là cái gì không? Ngày hôm qua ấy, tặng một sư tử, tặng em con sư tử đi anh ơi. Em chưa được cảm giác tặng con sư tử bao giờ. Ngày hôm qua em đi quay cây ở vườn ấy, xong là đang quay thì mọi người cứ bảo là về nhà mổ gà đi, Huấn đang đến rồi kìa, về nhà mổ gà đi, về nhà bảo vệ chồng đi. Cứ tưởng vợ tư mang chưa có đủ tiền, mọi người tặng nó đủ tiền đi làm le đâu. Mọi người cứ bảo là về mổ gà đón Huấn đi. Thế là em cứ tưởng mọi người trêu, cũng hóa ra là thật. Hôm qua idol của giới trẻ mang đến nhà và mang tặng một hộp táo. Em có tưởng tượng là được tặng một hộp nước hoa, được hiểu là gì, được tặng chai nước hoa về để review. Thế mà lại không được nước hoa mà là chỉ có hộp táo thôi. Không có nước hoa nữa thôi, mình review táo vậy. Chưa có thời gian đi cắt tóc đã bảo rồi. Buộc tóc lên nhá. Buộc tóc lên thì chán xô. Để này được không? Huấn à, ông Huấn ông ấy đến nhà em cứ tưởng là ông ấy sẽ tặng cho ông Tuân này một chai nước hoa này để đập vào mặt ông Tuân đi. Kiểu bảo đấy, tôi tặng ông chai nước hoa để ông dùng, xem là ông lại lên mạng ông nói lảm nhảm, nói nước hoa là tôi không chuẩn không xịn nữa. Đến tưởng về nhà có chai nước hoa để tối về review cho mọi người, nhưng hóa ra chả có chai nước hoa mẹ nào cả. Tới quán ta ủng hộ quả đầu cua. Tâm dày quá không cảm. Được cả vợ lẫn chồng, khổ quá. Để máy bay Hàn Quốc đi chị, tóc dày lắm, tóc dễ chè mà. Tóc này của mình là cắt ra, là mang đi là đan thành chổi, nó quét ở nhà đấy. Váy đẹp thế bác không chị? Có. Váy này mua ở trên phở bò á, trên phở bò của cái nhóm mà thấy như tên là 1993 hay sao ấy. Tư Mã này trốn đâu rồi, bạn ý vẫn chưa. Vừa anh đi qua vẫn thấy quét sân mà giờ đã ngồi đây rồi. Em vừa quét sân xong. Em có một kênh. Nay đi ăn cỗ Hà Diện thế vợ Tư Mã. Ở nhà anh ơi. Ở nhà cũng phải xinh đẹp chứ. Em chỉ có đi ra vườn là xấu rồi. Còn ở nhà là phải đẹp.
Em cũng mới lập một kênh TikTok mới, kênh TikTok cũ của em bị bay màu. Em mới lập một kênh TikTok mới là góp nhặt cát đá 01234 nha, mọi người qua đấy để follow em đi. Thế thôi đi ra vườn. Đây đây là táo thầy Huấn tặng nhá. Tiếc nhiều cây thì không bắn nẻ. Cảm ơn Hoa Vũ, cảm ơn Sơn Cô Độc đã follow. Nói chung là cái kênh này, là cái kênh này nhà em là ăn mấy gậy của TikTok rồi, xác định là bây giờ chỉ like cho vui thôi chứ còn không làm gì được cái kênh này đâu. Cái kênh này bị ăn gậy của TikTok rồi, like vui thôi, cả nhiều view cũng chẳng giải quyết vấn đề gì. Thực phẩm Thái Quan, vợ chồng em định câu like à? Câu like giải quyết vấn đề gì đâu, kênh này bây giờ có bán được hàng đâu mà câu like. Kênh này là bây giờ gọi là kênh như gần như kênh ấy rồi, kênh èo rồi. Tức là nhà em đang hiện cảnh báo đỏ, là đang hiện cảnh báo đỏ rồi, vi phạm chính sách cộng đồng nhiều ấy, thì mấy hôm nữa là nó cho ăn gậy thôi. Cái thủy đây à, em đây anh ơi. Hai vợ chồng giống nhau vì nói chuyện cũng giống nhau. Đây là táo, táo của anh Huấn Hoa Hòe à? Test thử. Cứ tưởng ông ấy mang đến nhà mình, ông ấy mang tặng chai nước hoa cơ, nhưng hóa ra là không tặng chai nước hoa nào cả. Hôm qua đang phát live ở vườn, mọi người cứ bảo về mổ gà, về mổ gà mời Huấn ăn đi. Chào anh Hoàng Hùng. Cho anh gửi đứa. Anh là sao quá anh ơi. Anh này bé bé luôn, vợ anh em thấy anh tối anh ngủ cầm giường anh ạ. Nước hoa lấy theo can, lấy làm gì, lấy để còn biết là nó có thơm hay không. Ông chồng bà cắt tóc cho bà. Khổ lắm. Hôm trước ngồi live là mấy ông bảo là cho em tiền đi làm le đi, mấy ông đô lót cho, nhưng mà không, tiền đô lót vẫn không, chưa đủ để làm le. Quả tiền đô lót vẫn chưa đủ để làm le, thế là hôm nay này tóc tai là lù xù nữa. Cảm ơn bạn Nguyễn Cấp đã follow. Nói rõ cho gửi đứa nào. Năm ngoái tóc ông Tuân tầm giống như tóc cái Thủy. Đúng bông hoa nhài cắm bãi vàng hả bác? Đây này bác Cường, bác anh Thế Cường anh gửi tặng em hoa hồng này. Tối qua là cái gì không mà sáng nay nhìn tươi thế. Mình phải là người làm chủ cảm xúc của mình, những cảm xúc của mình không được phụ thuộc vào người khác. Anh chàng trai Đắk Lắk ơi, nói nhỏ nhỏ thôi, về tối nay vợ cho ngủ gầm giường ấy, ra chuồng lợn ngủ á. Thằng Tiến Bịp nó thích em đấy. Cái thủy trong thuyền thuyết đây à? Đúng rồi em đây. Nợ nhắn cho thầy Tiến làm gì em nhắn cho thầy Tiến đâu, thầy Tiến có các anh chém gió, em nhắn cho ông làm gì? Bác vẩn. Như mọi người cần đọc câu này nhá.
là ông Tiến ông ấy trêu ông ấy nương ông Tuân là vợ vợ mày nhắn cho tao là em mới học hết lớp 12 mà em muốn đầu tư cái gì gì đấy, là ông Tuân ông đã biết là ông nói sai rồi, có thể mình cũng phải học hết lớp 12 đâu. Và các tao vừa vào của ông Tuân nha. Đây được chưa? Gọn gàng chưa? Xinh tươi chưa? Ủa lắm tóc tai nó cơ. Em làm thế nào thằng Tiến nó chửi em như chửi vợ em mà sao mà biết được ông ấy, thần kinh của ông ấy lúc ông ấy vừa chơi đá xong rồi ông ấy ngáo đá thì em làm sao em biết được ông ấy, người ta bị không kiểm soát được hành vi ấy. Khi mà người ta dẫn đến hành động chửi nhau là khi nào, khi người ta chửi nhau là hình là hành động thể hiện sự bất lực về trí tuệ. Lúc mà ông chửi em là ông ấy đang à, ông đang bất lực về trí tuệ thì làm sao mà em biết được lúc nào ông bất lực trí tuệ đâu. Mặc bikini đi cho đẹp, làm gì có nhà làm gì có bikini, có mặc ngay. Éo hiểu sao thế thế nào. Cách nói giống chồng thế, ở cùng ở nhà phải ảnh hưởng nhau chứ. Họ Bình nổi tiếng thế nhỉ, Minh gà là họ Bình à. Em còn không tóc em còn 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 không cắt được đây này. Chị có thích Tiến bịp không? Chị không. Ôi chào bạn Lê Văn Luyện này. Mình là bạn thân của Lê Văn Luyện nhá, các bạn đừng có comment linh tinh lại ăn một đao của Lê Văn Luyện đấy nhá. Bằng ghế thì em thử ghế mà. Không. Phải vợ ông bán cây không? Phải, it's me. Đẹp trai quá, ui đúng bạn này comment chuẩn à. Bác sĩ bảo cưới anh ơi. Cứ phải hỏi là tại sao cưới được, bác sĩ bảo cưới là phải cưới hết. Đây nhà mình đây. Nhà sạch sẽ thơm tho mà sao lại bảo là nhà trên chuồng heo. Cái thủy là vợ Tiến bịp à. Mình là mẹ Tiến bịp bạn ạ. Mình hai cháu bạn ơi. Nhà mình hai cháu. Có người yêu chưa em? Em chưa anh Quyết 999 ơi. Em đã làm gì có người yêu, em đang sợ ế đây này. Mồm đi xa đó chị. Mình lại vừa nói câu gì à? Mình lại vừa nói câu gì nhỡ mồm à? Em mà nói câu gì nhỡ mồm các bác đừng đại xá nhá. Đừng đừng có mà. Em mà nói sai câu gì các bác bỏ qua nhá. Em nhiều khi mồm nhanh hơn não.
không bán cây ở nhà. Ông Tuân ngủn gác này. Ui giời, kéo lên nhà thoải mái. À đây rồi, ông thợ điện đến rồi. Thứ ba chưa hả? Chưa, nằm ngủ. Ngủ gió thì không bảo đâu. Hôm qua bảo, ông bảo, là đến 9 giờ. Cửa cái bên tầng 2 ấy. Có sửa mấy tầng 1 à? Có, cả tầng 1 và tầng 2 luôn. Thế thử sửa cả 2 tầng đi. Đấy, chú mã này rồi. Hả? Ông thợ điện may mắn lắm, chủ nhỏ đây này. Hai con ông thợ điện ra đây ngồi với cô Thủy live stream như thế. Live stream cô Thủy, lên mạng xã hội nổi tiếng luôn. Ngồi live stream cô Thủy. Chết cô Thủy quên không đang ấy rồi. Ơ, bên này có điện à? Mất điện rồi, có điện xong. Đây là con, đây là con trai của thợ điện này. Nhật yêu ai nhỉ? Nhật yêu ai? Nhận yêu ai nhất? Ờ, thật điện là câu chuyện may mắn. Tuân không đụng vào người lên ve vãn tiến bịp. Mẹ tiến bịp là cái loại mà chồng công cộng nghe. Ông Tiến ai ông chả yêu được. Đây là cháu. Ăn nào. Ăn này không? Ừ. Đi ra kêu cô Thủy live stream. Vừa có xong. Vợ chồng chị sống lạ ghê. Bạn đã thấy cái gì lạ nào? Chào Tịnh Thù nhé. Thế chứ ở nhà mình không thống giống như người khác đâu. Nhà mình không giống người khác đâu. Việc ai người làm. Chị làm nghề gì thế? Mình bán hoa cây cảnh bạn ơi. Ra sao có nhỉ? Trà mi em có nhưng mà không nhiều, nhưng em chủ trà thơm bát diện thôi. Mình bán hoa cây cảnh mà. Đây là chân gà mua của bạn Hậu Trôn nhá. Bạn Hậu Trôn, bạn Nguyễn Văn Hậu, con trai của bà Tân Vlog ấy. Ngày nào cũng lên mạng thấy các bạn đi bán chân gà. Thế nào hôm vừa rồi có cái mã giảm giá, đặt luôn 20 cái chân để ăn. Chân gà của Hậu Trôn nhá. Hậu Trôn ăn cũng được. Anh Tuân bảo chị học giỏi ngoại ngữ mà. Ngày trước khi nghỉ bán cây thì mình làm phiên dịch tiếng Trung cho một công ty của Hồng Kông ấy. Nhưng mà mình bỏ nghề lâu rồi. Trước học đại học thương mại khoa tiếng Anh. Ngoại ngữ 1 là tiếng Anh, còn ngoại ngữ 2 là học thêm ở trường ấy. Là tiếng Trung. Thế mà khi tốt nghiệp đại học ra trường thì lại không làm cho công ty của nước ngoài mà lại xin được vào công ty của Hồng Kông làm ấy. Làm phiên dịch tiếng Trung. Mình làm phiên dịch tiếng Trung 5 đến 7 năm mình mới nghỉ mà. Mình xin phiên dịch tiếng Trung mấy năm liền không mình mới nghỉ. Nghỉ xong là mình mới ở nhà bán cây. Trước học bán cây giàu hơn hả chị? Đúng rồi, bán cây giàu hơn bạn ơi.
nếu bán cây mà không được nhiều tiền bằng đi làm kia thì mình đã nghỉ rồi. Mình đi làm kia mình xin dịch lương mình 20 triệu một tháng đấy. Bán cây thu nhập nhiều hơn rất là nhiều lần nên là mình nghỉ. Chị nghỉ lâu rồi còn nhớ tiếng không? Bập bẹ, nói chung là bây giờ nếu mà nói chuyện giao tiếp ý, thì phải người ta phải nói chậm thì mình mới nói được. Còn đâu nếu mà nói mà nói nhanh ấy thì mình phải nghe một lúc. Còn chữ viết là gần như là quên bố nó hết rồi. Chào đồng đội. Anh Su Quấn Nán này. Vẫn đọc được cái tên ông Tô Văn Nam mà là Su Quấn Nán. Chứng tỏ chưa quên hết. Vợ chồng chị còn tình cảm không? Bây giờ bọn mình là bạn mà. Ly hôn lâu rồi. Bây giờ sống với nhau như hai người bạn. Anh Trần Quang Hoàng ơi, anh hỏi cái câu này rất là nhiều lần nhá. Em cả ông Tuân là bạn chứ không phải là vợ chồng, nó cứ hỏi cái câu đấy để làm gì? Nó riêng hả? Chào, Double the Line này. Double the Line là niềm vui nhân đôi này. Sống với nhau như bạn mà, thì mọi người thấy ông Tuân live stream bao giờ thấy sự xuất hiện của em trong cái live của ông ấy đâu. Ông đều ngồi một mình ở trong phòng ông ấy live ấy. Mỗi thằng một phòng mà. Nó sống chung không? Sống chung nhà thôi. Ôi ông chị đeo có tính đi lướt nữa không? Vậy bao giờ ông Tuân ông ấy chính thức đi lên chùa, ông ấy làm trụ trì của chùa thì mình sẽ tuyển thêm vài phi công. Còn bây giờ ông vẫn ở nhà nên thôi. Vươn mặt cũng phải lẻ trứng cá. Em có người yêu chị em chưa anh ơi? Em chưa. Tuân là bạn nhá. Tuân là bạn đấy, không phải là chồng nhá. Em 1989. Chị mê anh Tuân điểm gì thế? Ngày xưa ông Tuân là mê ông ấy nào, ông ấy giỏi ấy. Ngày xưa ông ấy chơi mình chơi với ông ấy là không phải xác định yêu đương được không, là bạn thôi mà mình kiểu cùng quê ấy. Ông ấy giỏi ấy. Ông ấy giỏi, mình mê ông ấy là cái là ông ấy rất là giỏi, thông minh. Ngày xưa ông ấy học sư phạm toán, nhưng mình quen ông ấy là ông học đại học sư phạm khoa toán. Nhưng mà ông ấy lại rất giỏi văn, ông suốt ngày đọc sáng tác truyện ông cho mình đọc ấy. Ông ấy suốt ngày sáng tác chuyện này, chuyện ngắn mới viết văn ấy. Nên là cho mình đọc, mình làm tim kiểu tim ngôn tình. Mình ngày xưa kiểu đi học thì kiểu biết gì đâu, hồi đấy ít tuổi ấy, mới nên năm thứ nhất đại học là quen ông ấy. Năm thứ nhất đại học là mình quen ông ấy từ năm mình học năm thứ nhất đại học là mình quen ông ấy rồi. Thế là ông ấy cứ cho mình đọc văn đọc thơ của ông này. Ngày trước ông ấy giỏi, ngày trước thì còn giỏi không quan trọng là có nhiều tiền hay không. Cái hồi đấy thì đã làm gì mà mơ đến tiền, đang người yêu đương chẳng nghe mà nghĩ là đến tiền thì người ta giỏi là được. Ngày trước hay đọc chuyện của ông ấy viết này, thấy ông ấy giỏi nên là quen. Nói chung đi xong là bị ông ấy lừa vào đời. Vợ cũ. Góp nhặt cắt đá có nghĩa là gì vậy? Góp nhặt cắt đá có nghĩa là tên của một cuốn truyện thiền, nó chuyện tên của một câu chuyện thiền ấy. Mọi người lên Google đánh chữ góp nhặt cắt đá. Jerry này, bạn này tên bạn Jerry này tên giống mình này, mình tên là Jerry đấy. Tên tiếng Anh của mình là Jerry. Em 1989. Bạn Tuân chị cắt tóc bằng dao luôn. Đúng rồi, bạn ấy cắt tóc bằng dao luôn mà. Nhà hoàn cảnh không có điều kiện. Em có con rồi anh ơi. Em học đại học thương mại. Học đại học thương mại khoa tiếng Anh thương mại nha các bác nhá.
chị là người yêu anh Tiến à? Các bạn hỏi bé bé thôi, mấy bạn này là chắc là fan của ông Tiến này. Hỏi bé bé thôi, không tối về vợ ông Tiến cho ông ngủ gầm giường đấy. Vợ ông làm cái cũi nhốt ông lại thì chết đấy. Nguyên Phong Bạt à, mấy cái bạn mà fan của anh Tiến nhá, fan của anh Tiến bịp nhá à, nói gì thì phát ngôn cái gì thì phát ngôn bé bé thôi, phát ngôn trên chỗ công khai mà cứ phát ngôn là chị là bạn gái của anh Tiến à, phát ngôn to thế vợ ông Tiến đọc được em là tối nay là ông ấy khỏi ra khỏi đường đấy, vợ ông nhốt ông trong nhà luôn đấy, đừng làm hại idol của mình. Cứ mã trên gác, mình đang ở dưới nhà. Đừng dồn idol của mình ưng. Anh Tiến thích chị lắm, chị thì chị biết anh Tiến anh thích chị mà. Chị biết là idol các em rất là thích chị mà. Nhưng mà thưa em nói bé bé thôi, nói to thế á. Nói to thế á. Tối vợ ông Tiến là nhốt ông lại đấy. Vợ ông ấy nhốt ông lại thì khổ thân ông ấy nhá. Chúc gia đình em sức khỏe nhé, ok anh. Tư Mã giáo viên dạy toán à, đúng rồi anh ơi. Alo. Alo. Anh Tuân số đuôi điện thoại 586 cho bạn nhá. Cái gì các bạn? Bạn gọi cho anh đi nha, mình đang phát live tí nhá. Có ông cứ gọi điện cho mình hỏi anh Tuân à. Anh Tuân là đệ tử của thầy Thích Chân Quang. Tối nào cũng nghe thầy Thích Chân Quang giảng pháp. Anh Tuân trụ trì chùa Lào, chùa ông Tuân ông trụ trì chắc chưa thành lập, chờ mấy năm nữa nhá. Chờ mấy năm nữa có tiền để xây chùa. Con gái Thủy đây à, em đây anh ơi. Em được hai cháu anh ơi. Thủy ơi anh yêu em. Nói bé bé thấy ông tối vợ cho làm gầm giường đấy. Ông Tuân ông ấy nói thế chuyện như thế mà ông ấy có bao giờ ông ấy nói chuyện kiểu hoa mỹ, nói cái lời ngọt ngào đâu. Ví dụ mà ngoài xưa ở nhà nhá, ở nhà nói chuyện mà dạy em gái học ấy, dạy em gái học ấy mà em mà làm sai bài thì ông ấy không bảo là ngốc hay là gì đâu, ông sẽ bảo là con ngu. Ông bảo người khác là con ngu hoặc là cái gì đấy. Vậy con học nghề toàn bảo con là ngu cơ, không bao giờ nói là câu là gọi là tử tế cả. Ông Tuân thì ông thô thiển học, nên là chấp ông làm gì đâu. Chào Tịnh Thù. Chồng em nó lấy em vào mấy hấp hay hấp từ trước. Hình như là lấy em về mấy hấp thật. Kiểu ở với em ấy, ở với em nhiều lâu ngày ấy, nó mới thành hấp ấy. Chứng tỏ là kiểu sức chịu đựng nó có giới hạn đấy đúng không? Chứ không phải hấp được trước đâu, chắc là do lấy em về mới hấp đấy. Chị mua cho ở Tư Mã con ô tô thực sự gì á? Mình có thừa tiền, mình có đủ tiền để mua mấy cái ô tô đấy chứ mà. Ông ấy không đi chứ, ông có biết lái xe đâu. Bảo ông đi học lái xe để đưa vợ con đi đây đi đó. Mình thì mắt cận 7 độ, 8 độ không dám lái ô tô. Lái ô tô chỉ sợ mình làm hại người khác. Anh Tuân còn đi dạy không? Có đi dạy đâu, học xong ra trường có đi làm đâu.
cả ông ấy học lái xe, ông ấy không học ấy. Còn em có biết lái xe đâu. Đây là em cận, đây là em cận gần 7 độ, 6,75. Có nhìn được gì đâu. Con đi đường xa trời tối chả nhìn đến gì cả. Trời tối đi đường gần như là không nhìn thấy luôn. Đây này, đi đường xa gần như là không nhìn thấy, nên là không đi được ô tô. Đi ô tô mình chỉ sợ mình gây tội ác cho người khác thôi. Tướng phu thê đúng không anh em? Đi ra ngoài đường mọi người đều bảo bảo là anh em với họ hàng, anh em mà. Sao chị không mổ mắt? Mình chỉ sợ kiểu mình tính rát chết đi, tính rát cái. Nói chung là rát cái đi mổ mắt, chị cứ sợ các ông ấy làm sai vì gì? Xác suất trong bất kỳ một cái ngành gì người ta đều có xác suất sai ấy, sai số ấy. Ví dụ mà cái rủi ro đấy nó không may lại rơi vào mình lại không nhìn thấy cái gì chết. Bây giờ vẫn còn nhìn thấy mờ mờ này. Bây giờ là vẫn nhìn thấy mờ mờ nhưng mà bây giờ vẫn nhìn thấy mờ mờ nhưng mà nhỡ mà mổ ra mà một là mắt sáng, hai là lại mắt lại nhìn không nhìn thấy gì nên là sợ ấy. Hưng Yên sóc chất. It's me. Em bán hoa hồng anh ơi. Hai anh em sống như vậy, hai bên gia đình có thoải mái không? Thoải mái mà, việc ai người làm có gì đâu. Bây giờ xã hội văn minh rồi. Em sinh năm 1989 nha các bác nhá. Tư Mã ở trên gác. Tuân học xúc phạm. Mình chỉ bán cây thôi, mình chẳng làm gì cả. Mình có Tường Vi nhá. Tịnh xù gu thời trang hơi cũ. Em thích mặc những cái váy, nói chung là em phong cách của em nó không giống như người khác. Em không thích mặc váy ngắn mà em thích mặc những cái váy nó phải dài tận gót chân ấy. Những kiểu bánh hơi bánh bèo ấy. Thích mặc váy dài thì cũng qua ống đồng. Nay bằng điện thoại iPhone 13. Thủy ơi em thay ngay cái áo đi. Áo này không đẹp à? Huấn ít học em nên không sợ. Váy này đẹp mà. Váy dài nó gót chân đấy. Em chỉ thích mặc váy dài nó gót chân thôi. Dạo này đỡ mụn rồi em nhỉ? Em chẳng bao giờ em có mụn. Váy đẹp mà. Mặc váy này thì đi ra ngoài đồng bán hoa là nó mới không bị nắng. Chị tắt filter đi không được đâu. Đừng lừa mị mị không nghe đâu. Có mỗi cái filter để đi lừa lên mạng lừa dai và tắt đi. Ông Tuân ông bảo là nếu mà bây giờ em lên mạng em mà lừa được thằng nào nó, ông ấy sẽ đứng ra tổ chức cưới cho em, tặng cho em hai cuốn sổ đỏ với cả tặng cho em hai cuốn sổ đỏ với cả mấy cây vàng. Như thế nào vậy? Anh em ứng tuyển nhá, đúng rồi. À, em ơi. Mọi người ứng tuyển đi. Mình chưa có bạn trai nhá, à chưa có người yêu nhá. Phận là con gái chưa một lần yêu ai.
phận là con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai mà thấy sao sông rộng đường dài. Cảnh ông Tuân ông bảo là lên mạng cố gắng lừa, chăn tắt lừa một thằng phi công ở đấy về để cho nó đi tưới cây ấy, lừa một thằng nào về về nhà để cho nó đi tưới cây, mới đi nó đi cuốc đất trồng cây ấy, đi đánh cây, lừa được thằng nào cao to đen thôi để cho nó về nó làm, nó đi bốc bốc mít trồng cây. Chồng em bảo là bây giờ em mà lừa được thằng nào là chồng em cho hai nhá, của hồi môn là hai cuốn sổ đỏ, của hồi môn là hai cuốn sổ đỏ và chục cây vàng, à một cuốn sổ tiết kiệm một tỷ mốt. Ông nào mà thích tiền thì ứng tuyển đấy nhá. Ông Tuấn ông ấy cho của hồi môn là hai cuốn sổ đỏ và một quyển sổ tiết kiệm 1 tỷ mốt. Em chị ơi. Ôi thôi của ông Tuấn hết. Sao bảo đi ấy cơ mà? Đánh đàn đi chi? Thôi em tắt like thôi. Tắt like đi tập quần áo đây. Ăn được của ông Tuấn. Bạn ba chấm này thông minh này. Hôm qua tưởng đi chùa. Đi rồi đấy. Đi chùa về luôn à? Mẹ đang đi về. Chắc là chỉ đi một lần, không bao giờ dám đi nữa. Chùa ở đâu đấy? Nhân tử. Tao là đi mấy chùa này cơ? Theo phải chết rồi. Kênh TikTok mới của em mọi người nhấn follow cho em nhá. Đàn ơi. Đàn cháu đang đánh này. Chị đánh đàn cho các chú xem. Mình vừa quay lại, các bạn đã ngồi trên mạng cãi nhau rồi. Cãi nhau để làm cái gì? Hôm trước vợ chồng em mời Huấn đi ăn cơm mà không, em có mời đâu. Cảm ơn Nguyễn Hoa đã follow mình. Ăn táo. Thôi em tắt follow đâu. Nǐ shì wǒ de xiǎo píng guǒ. Nếu cho chị chọn lại, chị chọn tư mã không? Từ nếu đấy nó có xảy ra đâu mà chọn lại mới chọn không. Từ nếu đấy nó không xảy ra thì nếu để làm gì? Chấp nhận hiện tại và sống hài lòng với hiện tại thôi. Hài lòng với những gì mình đang có là hạnh phúc nhất.
cả tiếng Trung cơ. Ngày trước em là phiên dịch tiếng Trung anh ơi. Hân châu khứ sư ủa vấn râu in quấy ủa cụ sư tao say bay sư hai sư phâu lông uy xe ni sùa y ủa xin sáng trái huầy là mờ nú ni bà chơi hào ta tàu cây ni. Thôi hát tạm mọi người một đoạn này thôi nhá. Em xuống live đây. Anh là Tư Mã Ý. Cảm ơn các bác đã follow em. Ngoài biết tiếng Trung ra em còn biết đàn nữa nhá. Nhà em một cây đàn đấy. Cái đàn đó là cây đàn của em và cây đàn của thằng Cú Khang nhà em. Thế hôm nào rảnh đàn cho mọi người một đoạn nhá. Thế hôm nào rảnh rồi đàn. Hôm nào đàn là phải luyện trước một đoạn nó đánh cho nó hay. Lâu rồi không đánh. Từ Tết vào là không đánh đàn à. Đàn bài chú voi con nhá. Chú voi con ở bàn đôn chưa có ngà lên còn trẻ con. Nốt một ngày. Không, không bị dễ dụ. Em không bị dễ dụ thế đâu. Thôi. Không biết chơi sáo. Kêu xuống nào là 5 phút trước. Ôi.